Nay mùng 10 tháng 10 tiếp tục mình chạm máy này. Máy tắm phết điện tử cho anh em ở Hòa Bình này. Con này thì những bộ siêu đô phi nha. Chú ý chơi chép các loại anh em nhé. Được khiến bo chip lập trình bên mình. Con này là máy cơ 40-718 chạy nguồn 12V. Con này cho anh em ở Duyên Hải Trà Vinh nhé. Anh khách quen của mình mua của mình chắc mua và anh bán. Chắc mua của mình máy nhỏ tầm 6-7-8 con này. Hôm nay đặt thêm con 40D này. Anh về anh bán hay là nghiên cứu anh copy anh không biết, anh cứ mua nó bán thôi. Còn đây là bo tích lập trình 6 chế độ anh em nhé, đầu chiếc lập trình hết là chương trình máy tính 5 bo kiểu đồng hồ tần số này, xây công tắc chế độ này. Như là anh ở Kiên Giang nhé. Đấy, mua của mình rất nhiều cái bo này, một máy bo mạch 36 và bo mạch 40 anh dùng mình khá nhỏ. Đây là test máy cho anh em xem nhé. Đây con này này, đây là 8 phiên trước này. Con này anh em đánh rất khỏe này. Luffy thì bao Luffy cho anh em. Bây giờ anh em nào yêu cầu đánh phải đánh Luffy ngon này. Luffy ngon thì đơn giản thôi, áp cao tần số cao là chiến được thôi. Tùy từng thợ căn chỉnh riêng anh em nhé. Mình test cho anh em xem này. Máy có 3 chế độ anh em nhé. Đây cái độ tần số thấp à, anh em nghe tiếng máy nhé này. Số cao này. Đấy, anh em thì máy nó trong và xanh hơn nhé. Đấy, còn đánh đi nha, gặp là thắng này. Số lúc bắn ngược nó mạnh này. Bắn xuôi cho nó nhỏ, nó ngược với hai chế độ mầm kia nha. Bom này. Tí mình đánh dấu chế độ cho anh em nhé, quên chuyển đánh dấu. Đấy, gặp trong bên này là tổng hợp này. Anh em cứ để đánh bên này là khỏe nhất. Cái máy này của anh em Hòa Bình nhé. Đấy, nay mình rồi. Anh chưa dùng bao giờ thì đây dẫn cây chỉnh. Đây thì cây mình chăm nguồn nữa, đỏ dương này. Cọc đen là âm. Và hai cái đầu này này, hai đầu em cọc là hai đầu ra vật, nó ra bóng này. Đấy thì anh về đấu hai đầu ra vật đây là xong rồi, đấy, hai cặp bình là xong. Có bóp đây, cứ bóp thì anh cá nó nổi lên xúc thôi. Đấy, bây giờ tiếp tục con 40D này. Con 40D này thì anh Kim anh ở Duyên Hải Trà Vinh dùng một rất nhiều. Mua về anh về và mới đầu nó mua về bán cho nghiên cứu học, nhưng mà máy to thì anh chưa học được, còn bao nhiêu thời gian lắm. Công suất tiền bạc. Đây mình test cho anh em xem nhé. Cái này này, bom là chung này. Ok cho anh em. Đấy. Máy thiết kế gọn gàng cho chắn hết sức mức có thể cho anh em mình nhé. Đấy. Đi. Còn đây là bo 6 chế độ anh em nhé. Đấy. Kích 6 chế độ. Pick 16F886 này. Con này là pick 16F684 nhé. Đấy. Và một cái ngoài pick mới này, mới của mình là 16F887 này. À 8772 này. Con này đánh rất ngon, nhưng mà anh em yêu cầu nào thì mình lắp cho lại đấy thôi. Cái này để 10 đánh ngon lắm. Các anh em nhé.